chào quý vị, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên hồ câu cá giải trí mất tích bí ẩn. Ngày 7 tháng 7, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn trình báo của vợ chồng bà N.T.A.H ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về việc con trai là H.N.T. năm sinh năm 2003 bị mất liên lạc gần một tuần. Gia đình bà H cho biết từ tháng 2 năm 2024, con trai bà làm thuê ở quán nhậu, có hồ câu cá giải trí ở đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, với mức lương khoảng 6 triệu đồng. Thời gian làm việc tại đây, Năm thường xuyên liên lạc với gia đình. Sau nhiều ngày không thấy con trai gọi điện về nhà, ngày 29 tháng 6, gia đình bà H đến quán để hỏi thăm. Tại đây, nhân viên của quán cho biết V đã rời khỏi chỗ làm vào lúc 10 giờ ngày 24 tháng 6. Gia đình có nhờ quán trích xuất camera an ninh nhưng quán cho biết không thể trích xuất vì quá thời gian lưu trữ. Gia đình đã tìm kiếm V khắp nơi nhưng vô vọng, điện thoại thì không liên lạc đường. Nếu không gọi cho vợ chồng tôi thì cháu cũng nhắn tin, liên lạc với cô, dì và bạn bè. Cả nhà tôi đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Hiện tại tôi đã báo công an, gia đình chỉ mong sao con được bình yên, cha V nói thêm. Được biết, toàn bộ đồ dùng cá nhân, quần áo và thuốc men V để lại ở quán. Trong khi đó, ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra vụ thi thể người đàn ông nằm trong bồn nước của một cây xăng trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 5 tháng 7, một số người tại cây xăng Phóng Viên Oi trên địa bàn xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam nghe mùi hôi bất thường phát ra từ bồn chứa nước. Sau khi mở nắp bồn, mọi người tá hỏa khi thấy thi thể người đàn ông đang nổi lềnh bềnh. Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến trước cây xăng để theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam sau đó phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường và tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Lê Quang Vinh, sinh năm 1991, trú thị xã La Di, đã làm ở cây xăng này được 10 năm. Trước đó, từ ngày 2 tháng 7, anh Vinh đột ngột mất tích, không ai liên lạc được. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể anh Vinh được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Vụ việc đang được Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận điều tra. Trước đó, vụ bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Danh Sơn, 36 tuổi ngụ huyện Vĩnh Cửu, phân xác bạn gái đã gây rúng động dư luận. Nhưng điều đáng sợ, đó là Sơn đã truyền thuốc an thần với liều lượng lớn để Hồng làm người tình bất tỉnh rồi ra tay phân xác nạn nhân. Theo lời khai của Sơn, khoảng một năm nay, Sơn có quan hệ tình cảm với chị NG, 37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, là nữ nhân viên y tế. Thời điểm này, cả hai đã có gia đình riêng. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục hỏi cung nghi can Danh Sơn, 36 tuổi ngụ huyện Vĩnh Cửu, để điều tra làm rõ về hành vi giết người và xâm phạm thi thể. Theo lời khai của Sơn, khoảng một năm nay, Sơn có quan hệ tình cảm với chị NG, 37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, là nữ nhân viên y tế. Thời điểm này, cả hai đã có gia đình riêng. Thời gian gần đây, chị này thông báo đã mang thai là con của Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người nên Sơn đã quyết tâm ra tay sát hại nạn nhân để tránh bị tai tiếng. Đến trưa ngày 13 tháng 4, Sơn đang trực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì chị đến nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Ít phút sau đó, nghe người tình than mệt, Sơn đã truyền nước cho chị tại phòng trực của mình. Bước đầu cơ quan chức năng xác định Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong. Khi nạn nhân đã bất tỉnh, gã bác sĩ này đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân đem phi tang trong khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Trước sự mất tích đột ngột của chị NG, người thân của chị đã trình báo công an thành phố Biên Hòa. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông tên Danh Sơn. Ban đầu, khi làm việc với công an, Sơn khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Đến ngày 26 tháng 4, bằng các tài liệu chứng cứ rõ ràng, Sơn đã phải cúi đầu nhận tội. Quá trình khám xét nhà Sơn và nơi làm việc, công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có 5 viên đạn, 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân. Cái chết bí ẩn của 5 người trong một gia đình. Qua nguồn tin quần chúng tố giác và các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai đã điều tra, xác minh làm rõ vụ việc Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình có hành vi mua chất độc cyanua để đầu độc cháu ruột là NHBT, sinh năm 2006, cùng trú tại địa điểm trên. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bước đầu, Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua đồng chí Trần Văn Nghi, điều tra viên, số điện thoại 0903 624 479. Như báo Người Lao Động đã đưa tin, tại Đồng Nai, một gia đình ở huyện Nhân Trạch có 5 người chết trong gần một năm, một người đang điều trị. Cụ thể, từ khoảng tháng 10 năm 2023 đến nay, 5 người chết gồm ông H, 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Các nạn nhân trước khi chết có các biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu. Hồi tháng 6 vừa qua, nam thanh niên tên T, 18 tuổi, cháu nội ông H bất ngờ bị hôn mê. Hiện thanh niên này đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đã tỉnh táo. Nghi ngờ nạn nhân bị đầu độc, phía gia đình đã báo Công an huyện Nhân Trạch. Bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch, lão học bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 22 tháng 6, bệnh nhân NHBT 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh đột ngột. Ngay sau đó, bệnh viện được đặt nội khí quản, thở máy để bảo vệ đường thở, diễn tiến tụt huyết áp nên được sử dụng thuốc vận mạch. Do bệnh nhân còn trẻ, đột ngột rối loạn tri giác, hôn mê nên các bác sĩ nhận định ban đầu có thể rối loạn nhịp tim do viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp liên quan yếu tố gia đình. Tuy nhiên, khi khai thác thông tin bệnh sử từ gia đình cung cấp thì không liên quan nên bác sĩ nghi ngờ nhiễm độc chất. Vì khi nhập viện, bệnh nhân bị loang lắc thịt, mức độ nặng nên được lấy dịch dạ dày xét nghiệm độc chất. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, dù đã tính phương án chuyển lên tuyến trên nhưng nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển rất cao. Vì vậy, sau khi hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã quyết định điều trị tại chỗ. Bác sĩ Khoa nói và cho biết ngay sau đó, bệnh nhân được lọc máu hấp thụ khẩn cấp liên tục trong 12 đến 14 giờ để loại bỏ chất độc. Đến sáng ngày 23 tháng 6, tình trạng của bệnh nhân tương đối cải thiện, được giảm thuốc vận mạch, toàn chuyển hóa giảm, đồng tử bắt đầu có lại. Lúc này, kết quả xét nghiệm dịch dạ dày cho thấy bệnh nhân ngộ độc cyanua chưa rõ nguồn gốc. Hiện tại, bệnh nhân đã ngưng thở máy, tỉnh táo, nhận biết được người nhà nhưng với sức cơ rất yếu, chưa tự sinh hoạt. Người bệnh đang tiếp tục được theo dõi do hình ảnh học cho thấy có tổn thương rải rác vùng vỏ não. Theo bác sĩ Khoa, cyanua là chất độc cấp tính, nếu bị nhiễm qua đường tiêu hóa thì hấp thụ vào máu rất nhanh, có thể tử vong ngay. Hiện các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh đều không có thuốc giải độc cyanua đặc hiệu. Bệnh viện Lê Văn Thịnh phải sử dụng thuốc thay thế có hiệu quả yếu hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau hơn 20 năm làm nghề, lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Cyanua là chất độc cực mạnh, nhiễm độc cyanua rất cấp tính, bệnh nhân sẽ chết sau vài giây hoặc vài phút khi nhiễm độc với liều lượng 50 đến 150mg. Chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Với nồng độ rất nhỏ, dưới ngưỡng 50mg, cyano có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, không thể chữa khỏi, bác sĩ Minh thông tin. Theo các bác sĩ, trong tự nhiên, chất độc cyano có thể có trong củ sắn, khoai mì, măng tươi chưa nấu chín. Đáng chú ý, đây không phải là sự việc hy hữu. Trước đó đã có nhiều vụ việc thương tâm đầu độc bằng cyano để lại hậu quả nặng nề. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay pháp luật quy định về việc kinh doanh hóa chất cyanua rất khắt khe. Tuy nhiên, việc mua bán hóa chất vẫn diễn ra tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thậm chí ngay cả người bán, người mua chưa đủ điều kiện mua bán hóa chất vẫn có thể sử dụng. Bằng chứng là thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng bị ngộ độc bằng các hóa chất, trong đó có cyanua gây ra chết người. Luật sư Hùng cho biết kinh doanh hóa chất cyanua là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện rất khắt khe. Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại này phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật trong sản xuất. Kinh doanh hóa chất phải phù hợp quy mô, hoạt động và đặc tính của hóa chất. Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.